thầy, thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường, con mau tin mừng Thiên Chúa. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Sống giữa muôn người, làm chứng cho tình yêu. Anh em ra đi, con nơi trần rơi. Anh em ra đi, khó khăn chậm người. Anh em ra đi, có thầy ở với. Anh em ra đi, bình an hân vui. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường, loan báo tin mừng Thiên Chúa. Cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Sống giữa muôn người, làm chứng cho tình yêu. Anh em xin thơ đêm đen ngọn đua. Anh em không quên tan đi dày men. Anh em ra khơi vui đời trải lưới. Anh em sẽ muôn hàng lên đó. Nhóm kia chúng ta lắng nghe, tại vì tuần trước tôi thấy nhóm kia bạn một lúc tôi khác với các bạn giờ nó buồn, tại vì giờ chúng ta tới chúng ta nghe và chúng ta trao đổi chứ không có phải là kéo lên cái gì, kéo lên cái gài gì. Cái kia quay gì, cái kia quay gì? Chúng ta đến đây bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần để hiện diện nơi chúng con. Ngài là Thần chân lý, Thần soi sáng để chúng con nhận biết được lời của Chúa cũng như trao đổi cho chúng con, soi sáng cho chúng con những điều chúng con có để chúng con trao đổi với nhau, làm cho nhau được phổ dung phong phú thêm kiến thức. Xin ngồi bàn Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa. Rồi, thì chúng ta cho nhau dập ngón tay. Chứ thì cho cái máy ngang nó dễ hơn, máy này nè. Cái máy đứng này, khó nó đưa ngang xử lý nó dễ. Cho quay ngang cái máy. Quay ngang cái máy xử lý cái hình ảnh của TV nó dễ hơn, chứ không là nó chặt. Rồi, tuần trước chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu về một cái đề tài. Đó là di chúc của Chúa Giêsu làm nền tảng cho việc chúng ta đi truyền giáo. Bởi vì theo lẽ thường á, chúng ta đi truyền giáo, chúng ta vừa mất công sức, vừa mất thời gian, mà là gì có khi có những thất bại hay là những cái lời châm biếm của người này người khác làm cho chúng ta bị nản lòng. Nên chúng ta phải có một cái nền vững chắc, giống như là ngôi nhà chúng ta không xây trên nền móng thì gặp gió hay bão là chúng ta sẽ sụp đổ liền. Nên là chúng ta tìm hiểu về một cái nền tảng chắc, đó là lời của Chúa Giêsu hay là di chúc của Chúa Giêsu. Trước khi Ngài được lên trời thì Ngài đã di chúc lại cho chúng ta là những hậu sinh, là những môn đệ của Chúa, chúng ta đi truyền giáo. Xin một cái ví dụ rất là cụ thể là đạo hiếu. Đây là cái lễ an táng của gia đình của nhà cha, khoe với mọi người một chút. Gia đình thì đông người lắm, họ hàng. Đây là những người họ hàng ruột thịt trong gia đình. Thì đạo hiếu
cũng biết nếu mà bố mẹ mà di chúc cho con điều gì trước khi chết thì chắc chắn là các người con dù có phải bán nhà cửa vẫn phải cố gắng để thực hiện. Thì cái đám tang của nhà cha, ông cố nhà cha thì ông cố nhiều người người ta ngạc nhiên là bởi vì sao trông rất mau quá, chưa kịp đến viếng thì đã xong hết rồi. Và một ông cố với lại trong gia đình thì nhiều người làm việc trong giáo xứ, và trong những ngày đó làm bệnh viện người ta sắp xếp không có kịp. Tuy nhiên đó lại là cái di chúc của ông cố ngày khi ông cố còn sống. Ông cố nói là khi mà thầy mất, ông cố xin nguyện là thầy, khi mà thầy mất thì các con cố gắng chôn cất thầy trong vòng 24 giờ hoặc là 48 giờ là hết tối đa, để có thể lâu hơn mệt mỏi cho người nhà, vất vả cho những người hàng xóm. Nên là cũng đã lo giữa cái ngày thứ tư và sáng thứ hai tuần sau, tại vì rất là tuần thánh nên là không thể mà lễ an táng trong tuần thánh được, nên là làm theo di chúc của ông cố là an táng luôn sự thứ tư đó. Thì theo lẽ thường cái người mất là cha mẹ của mình mà di chúc lại cho mình một điều gì ấy, thì cho dù người ngoài người có nói ra nói vào, nhưng mà đó là ước nguyện của người đã khuất. Con cháu dù có phải bán nhà cửa, có phải mang tay kia cũng phải cố gắng mà làm, nếu như điều đó nó không trái lại với lời Chúa. Thì gia đình nhà cha đã thực hiện điều đó. Và vậy chúng ta nghiên cứu di chúc của Chúa Giêsu là một người thân trên cả cha mẹ của chúng ta nữa. Và khi Ngài di chúc lại như vậy thì có nhiều đoạn ở trong Thánh Kinh, như chúng ta đã thống nhất với nhau là chỉ chọn 3 đoạn thôi để chúng ta phân tích, là Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20, Marco chương 16 câu 14 đến câu 20 và Luca chương 24 câu 44 đến câu 49. Và khi mà đọc qua ba cái đoạn này thì cha chia nó là 3 nhóm. Nhóm nhất là phân tích về người sai truyền giáo. Nhóm thứ hai là người lên đường truyền giáo. Và nhóm thứ ba là người nghe sứ điệp truyền giáo. Người sai đi truyền giáo đó chính là Chúa Giêsu, và Ngài sai cho chúng ta đi về không gian và thời gian là đối tượng. Và người lên đường truyền giáo thì ban đầu là nhóm 11, nhưng sau đó mở rộng ra các môn đệ và các Kitô hữu là mỗi người chúng ta. Và đòi hỏi nên người truyền giáo là phải vững tin để làm chứng cho Chúa, và luôn tin tưởng có Chúa đồng hành và được Chúa ban quyền trên ma quỷ, trên nghiệp quy và được ơn chữa lành. Người truyền giáo còn có Chúa hết thần hướng dẫn, và người đó phải nỗ lực đào luyện về Thánh Kinh. Người nghe sứ điệp truyền giáo thì đây là một hồng ân, nhưng mà cũng có những trách nhiệm, được mời gọi để sám hối, để lãnh nhận ơn tha tội và đón nhận phép rửa như là một cái đích của việc đón nhận truyền giáo. Sau khi đón nhận phép rửa thì người đó nghiễm nhiên trở thành một môn đệ, lại tiếp tục cái quá trình từ đầu tiên. Phân tích nhóm đầu tiên là người sai đi truyền giáo. Người sai đi truyền giáo đó chính là Chúa Giêsu. Trong tất cả ba đoạn nhìn chung thì Chúa Giêsu đều mong muốn tất cả các môn đệ hãy lên đường truyền giáo. Trong Matthew chương 28 câu 19 thì nói rằng anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ. Trong Marco chương 16 câu 15 thì anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng. Trong Luca chương 24 câu 47 thì Chúa Giêsu nói phải nhân danh người mà rao giảng cho môn dân. Tất cả những lời đó đều là muốn chúng ta lên đường truyền giáo, không có lời nào Ngài nói khi tôi cũng cứ ở nhà nghỉ cho khỏe. Và vậy nhà mà người truyền giáo là người môn đệ, là người nếu như chúng ta yêu mến Chúa hết tình thì chắc chắn chúng ta phải thực hiện cái mệnh lệnh này, như kinh nghiệm mà bố nhà cha mất. Mà cha nghĩ chắc là cái kinh nghiệm này nó gần cho mỗi người chúng ta, không có cần phải diễn giải thêm. Chúa Giêsu của chúng ta là người có toàn quyền trên trời dưới đất. Câu này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đến một cái địa hạt nào đó mà người ta không muốn chúng ta truyền giáo. Chẳng ví dụ rất cụ thể, trong xứ Bình Thuận, trong cái khu vực bên Vĩnh Lộc, muốn mở một cái giáo điểm, người ta nói là ở đây chúng tôi không có nhu cầu
chính là không có nhu cầu về tôn giáo. Nói như vậy thì có đúng hay không? Thì đúng là cho những người nói, chứ còn những người không nói thì đâu có được hỏi ý kiến đâu. Và người sai chúng ta thì đó chẳng hạn như mình, nếu mình đi đi cho bọn đó chính quyền, không có không muốn nên chúng ta để có làm. Thì nói như vậy thì chúng ta đâu có nhiệm lượng việc truy xu có toàn quyền trên trời đất, khu vực nào cũng là của Ngài. Không chỉ là Ngài là chủ của cái trái đất mình, mà cả cái vũ trụ này Ngài cũng là chủ. Và vậy nên là chúng ta vẫn nghe, vẫn biết như vậy và thấy cái khó khăn như vậy, nhưng mà cái sứ mạng truyền giáo của chúng ta không dừng lại ở cái lời của người ta nói, chúng ta vẫn phải tiếp tục và truyền giáo. Có một câu chuyện về hai ông quan, một ông quan huyện và một ông quan là sứ thần. Thì quan huyện ở trong cái huyện đó, ông ta xét xử một cách bất công và làm cho người dân người ta oán than. Tuy nhiên khi ông quan đại thần đến thì những cái xét xử của cái ông quan huyện đó sẽ không có giá trị nếu như nó đi ngược lại với lại ý định của nhà vua hay là ý định tốt lành của người dân. Nên là quan lớn ông có quyền xét xử lại. Chúa Kitô của chúng ta cũng là một vị quan lớn, xét theo cái nghĩa của người dân thì Ngài có quyền trên tất cả mọi dân, mọi cái khu vực, không có giới hạn ở khu vực nào. Nên là cho dù chúng ta có gặp cái chướng ngại của bất cứ một cái đối tượng nào, chúng ta cũng biết rằng là cái đó chỉ là quan nhỏ, còn quan lớn của chúng ta là Chúa Giêsu, Ngài cố chúng ta lên được. Cho dù khó khăn, cho dù hiểm trở, chúng ta vẫn phải thực hiện cái điều đó. Chúa Giêsu của chúng ta là một đấng từ bên ngữ Thiên Chúa. Đây là cũng là cái câu hỏi hôm bữa các chị có hỏi. Người bên ngữ có nghĩa là gì? Ở trong Thánh Kinh, theo một ngữ Thánh Kinh thì người bên ngữ là người có quyền hành gần như ngang bằng với người chủ tọa, được trao toàn quyền và coi như là cánh tay mặt, người ta gọi là cánh tay mặt, có quyền thay cái người chủ tọa để thực hiện những công việc quan trọng nhất. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng ngự bên hữu, có nghĩa là theo ngôn ngữ của Thánh Kinh, cái từ ngự bên hữu có nghĩa là Chúa quyền năng, được Chúa Cha ban cho quyền năng để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, được ngồi bên hữu, được thừa hưởng mọi lời hứa, mọi quyền năng, quyền phép của chính Thiên Chúa. Bởi vậy nhà truyền giáo chúng ta hãy tự hào, bởi vì chúng ta là người thực hiện cái lãnh truyền của đấng đang ngồi bên hữu Thiên Chúa. Khi sai đi như vậy thì Chúa Giêsu muốn chúng ta đến những không gian cũng như là đối tượng nào. Trong Mát-thêu chương 28 câu 19 thì Chúa nói hãy làm cho môn nhân trở thành môn đệ. Ở trong Mát-cô chương 16 câu 15 thì hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài hoặc tạo. Và các tín đồ đã nghe cái lệnh truyền này và đã lên đường để thực hiện. Chúng ta thấy hai cái câu này, môn nhân trở thành môn đệ có nghĩa là không chịu một ai, không gian là không giới hạn và đối tượng cũng không giới hạn. Ở cái câu Mát-cô chương 16 câu 15 thì tin mừng cho mọi loài họ tạo, nó có một ý không chỉ là cho con người mà thôi. Ơn cứu độ còn đến cho cả những thọ sinh khác. Cái ý tưởng này có thể là khá nên đặc biệt của chúng ta. Chúng ta có thể đặt câu hỏi các cái thọ sinh khác đâu có lý trí đâu mà phải cứu độ làm gì. Tuy nhiên điều này thì được chính một cái sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến ngôi nhà của trái đất. Cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cũng đang xếp quạt quả như sắp sinh nở. Mọi loài thọ tạo không chỉ là con người. Và trong sứ điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco thì Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức đến vấn đề môi trường. Mọi loài thọ tạo là như vậy, hãy làm cho môi trường thuận theo thánh ý của Chúa. Bởi vì chúng ta khai thác cái nạn Covid vừa rồi thì một trong những tín hiệu đáng mừng đó là cái tầng ozone nó tự lành ở một số chỗ, nhưng mà bây giờ nó chuẩn bị nó lục tiếp. Nên là tin mừng mà rao giảng mà thực sự người ta sống đúng tin mừng thì tầng ozone nó sẽ được lành, được chữa lành. Nhưng mà người ta chú ý về kinh tế nhiều hơn nên là cái điều này không biết là nó lành được bao nhiêu lâu.
và chắc là các nhà máy nó đã khởi động lại ở một số nơi, thì tại Gozo được chính quyền nó lại bắt đầu có vấn đề. Mọi loài thọ tạm chứ không chỉ là con người mà thôi. À, xin gửi mọi người lên một cái gương của một đứa cha. Có ai biết đứa cha này tên gì không? Giang Cassen. Đây là một đức cha lúc đó giáo phận là giáo phận tổng Sài Gòn của chúng ta, nói riêng và Việt Nam chúng ta chưa có được lập một cái hàng giáo phận cho quản xứ, nên chúng ta vẫn chỉ là đại diện tông tòa. Thì đức cha Giang Cassen này là đại diện tông tòa của Sài Gòn chúng ta từ 1941 đến 1955. Ngài được sai đến đây là một linh mục và truyền giáo thường sai, và ngài tình nguyện đến cái nơi mà không ai biết Chúa để ngài truyền nhắn, để ngài truyền đạo. Và một trong những nơi ngài chọn nó chính là Di Linh, và một trong những cái đối tượng ngài chọn nó là người Cùi. Hiện nay mà lên hàng Cùi này thì thấy nó đẹp lắm, nhưng mà qua tài liệu thì thấy hồi đó là nó rất là đau khổ, nó rất là đau khổ. Và ngài tình nguyện lên trên đó sau nhiều ngày truyền giáo, sau nhiều ngày nỗ lực để mà tốt thuốc, để nghe làm nghề thuốc trước để tiếp cận người dân, thì đã có một tín hiệu là một người phụ nữ đã xin rửa tội, và sau đó thì rất nhiều người. Trong khi ngài đang truyền giáo tốt đẹp như vậy thì bỗng một tự nhiên tòa thánh bổ nhiệm ngài làm giám mục. Thế là ngài phải chia tay với đàn con thân yêu là Di Linh để đi xuống làm giám mục đại diện tâm tòa ở Sài Gòn. Nhưng mà lòng của ngài thì vẫn ở trên các con trên Di Linh. Và sau 14 năm làm đại diện tâm tòa là giám mục ở đây, thì cái ngày mà ngày 14 mai hay gì đó thì vẫn phát hiện ngài bị cùi. Thì theo cái lẽ thường mà mình phát hiện một cái căn bệnh đó, lúc đó cùi không có thuốc, bây giờ không biết thuốc nó chỉ đây như mức nào, thì người ta sẽ phải rất buồn. Nhưng mà ngài nói với đại cha thư ký mà báo cái tin cho ngài, ngài nói đây là món quà mà Chúa gửi cho tôi trong cái dịp mừng bổn mạng này. Bảo sao lại đức cha lại nói là món quà? Cái này người ta buồn lắm, bởi vì đây là án tử. Và không, tôi bị cùi thì tòa thánh sẽ không bắt tôi làm giám mục ở đây, tôi sẽ được về với các con của tôi. Và ngài xin được lên Di Linh, tất nhiên là xin làm nghỉ giám mục đây thì cho là chắc rồi, vì bị cùi mà đâu có làm được nữa, đụng đến những người khác nó lây. Nên là ngài đã chết như một người cùi ở trên đó. Một gương truyền giáo rất tuyệt vời của một bây giờ giáo hội Việt Nam đang kêu gọi để phong thánh cho ngài đức cha Giang Cassen. Chúng ta đi đến cái nhóm 1, bây giờ xin đi cái nhóm 2, những người lên đường truyền giáo. Những người đó chính là nhóm 11. Chúng ta có thấy là nó bớt một số, đúng như là 12, mà bây giờ lại là 11. Chúa Giêsu rõ ràng đã chọn nhóm 12, nhưng tại sao lúc đấy, khi mà ngày sống lại thì chỉ còn 11? Và chúng ta thấy không thấy Chúa trách các tông đồ là tại sao tụi mày 12 thì bây giờ còn 11. Ngắn chẳng trách là tại sao lúc mà thầy bị giết thì bị chết gì đó chẳng thấy đứa nào, có mỗi Giao An đứng như trần thôi. Ngài không có trách những lời như vậy, mà ngài chỉ có chúc bình an, mà ngài chỉ có trao yêu thương và trao sứ mạng. Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Ngài sai cho các ông, ngài cho các ông sứ mạng truyền giáo. Và vậy nên là trên hành trình truyền giáo của chúng ta, chúng ta có thể có những lỗi lầm, chúng ta có thể lười biếng, chúng ta có thể không có đủ siêng năng để học hỏi, để trao dồi, chúng ta có thể lơ là chuyện này chuyện khác, bị ảnh hưởng với đời truyền giáo. Nhưng chúng ta tin chắc rằng là Chúa Giêsu của chúng ta không có để ý với cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngài để ý là chúng ta có còn thiện chí hay không, có còn muốn cộng tác với ngài hay không, và ngài vẫn tiếp tục mời gọi người sai chúng ta đi. Cái tội của chúng ta chắc là nhẹ hơn tội của cộng đồng. Nên là chúng ta, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta ỷ lại. Chúng ta phải mời gọi, được nỗ lực hơn để chúng ta có thể đi tiếp tục hành trình đứng lên
để chúng ta tiếp tục đi truyền giáo từng ngày. Cái bài tiệc vừa rồi vấn đề đi truyền giáo bài tiệc vừa rồi thì sao, sau khi khởi động lại giờ đi thăm viếng đã đi chưa? Có thể chúng ta vẫn còn e ngại đến cái đối tượng của mình, sợ họ e ngại mình. Nhưng mà cái việc mà đi lễ đó, thì có mấy người lợi dụng cái nạn Covid vừa rồi có lẽ sợ là cũng không đi. Nên là có khi nó nghỉ quá hết là nó trở thành lười. Và đặc biệt là những người mới theo Chúa đó, thì nhân cái gì đó nghỉ thêm vài tuần nữa. Bởi vì lấy cái lý do là sợ cái dịch bệnh nó chưa kết thúc hẳn. Thì đó là một lý do. Tuy nhiên cái lý do đó nếu mà phân tích sâu thật sâu có thể nó nằm ở cái mức chúng ta được. Nhưng mà Chúa không có chấp nhận cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Nếu chúng ta quay trở lại để tiếp tục thì Ngài vẫn tiếp tục yêu thương. Rồi, cái điểm tiếp theo, Chúa mời gọi những người truyền giáo đó phải vững tin vào Chúa. Chúng ta thấy khi Chúa sống lại, Chúa không trách các tông đồ bỏ trốn. Chúa không trách các tông đồ không có giữ quân số. Chúa cũng chẳng trách các ông tại sao ở rú rú trong nhà. Mà Ngài lại trách các ông cái gì? Tại sao không tin Chúa sống lại? Tại sao có mấy người phụ nữ cũng như có mấy cái các môn đệ báo về mà các ông không tin? Điều đó Chúa trách, có nghĩa là thiếu đức tin vào Ngài. Chúa trách cái điều đó. Và Chúa mời gọi các ông hãy làm chứng nhân cho Chúa. Trách là một chuyện, nhưng Ngài vẫn tin tưởng các ông có thể làm chứng nhân cho Ngài. Và để có thể làm chứng nhân thì cái người làm chứng đó phải xác tín vào niềm tin của mình. Nếu như mà làm chứng nhân mà không có xác tín, tôi nghĩ là như vậy thì như là như thế, chắc chắn là như vậy, tôi cũng để cho con lại xem sao. Những cái câu nói đó là đều là kiểu thoái thác hết. Phải xác tín là đúng, Chúa sống lại rồi, đúng, tôi đã gặp Ngài, tôi đã đụng chạm vào Ngài, tôi có kinh nghiệm với Ngài. Chứ đừng có nghĩ là tôi nghĩ là hay là hình như là những cái câu mà tính chất nửa vời như vậy là không có đủ sức để làm chứng. Chúng ta xem gương của một cái câu nói rất nổi tiếng: con người ngày nay mong nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có lắng nghe các thầy dạy là bởi vì các thầy dạy này cũng là những chứng nhân. Có biết câu này của ai? Dạ, câu lô hai. Ai cho coi hình xem đang là vị này vị nào? Đây là chưa nhìn thấy lần nào Pio mà Đức Giáo Hoàng gần ngay đây thôi, làm thánh rồi. Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo 6 làm thánh cùng thời với lại sau thời của Đức Giáo Hoàng Giáo Paulo 2 một chút. Ngài là giáo hoàng của Vatican II. Ngài lèo lái con tàu giáo hội ngay sau Vatican II. Đức Giáo Hoàng John 23 là người để coi như là mở ra công đồng Vatican II. Nhưng mà mới học được có một kỳ, ông cụ lên đường về với Chúa. Đức Giáo Hoàng Paulo 6 đó là hồng y tay mặt của Đức Giáo Hoàng John 23. Và Đức Giáo Hoàng John 23 nói là Đức Hồng Y, Ngài phải lèo lái công đồng nhé, nhớ nhé, sau đó nhắm mắt đi. Và Đức Giáo Hoàng John Paulo 6 bị rất nhiều người trong nội bộ của giáo hội công kích về việc lèo lái con tàu Vatican II. Và đến khi chết, Ngài vẫn còn bị nhiều người công kích. Nhưng mà càng về sau thì người ta càng thấy cái lời tiên tri của Ngài chính xác. Một trong những cái lời tiên tri của Ngài đó, một trong những cái khẳng định mạnh mẽ của Ngài đó là về vấn đề người hai. Người ta bàn luận với nhau xem là có nên người hai nhân tạo không? Ngài không. Và đến bây giờ nhiều người vẫn mổ xẻ cái chuyện đấy. Nếu như có chuyên đề về Ngài thì nói thêm về Ngài, cuộc đời của Ngài rất là hay. Người ta không cần những người ta nghe những người chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu như có lắng nghe thầy dạy thì thầy dạy đó cũng phải là chứng nhân đó, chúng ta. Rồi, người đi theo Chúa phải xác tín là luôn có Chúa đồng hành. Chúa Giêsu trước khi lên trời, cái này là đang lúc đang bay rồi đúng không? Ngài mới nói thầy là cùng anh em một ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20, nó là cuối tin mừng của Matthew rồi.
Và cái việc xác định là có Chúa bên mình nó rất là quan trọng. Không phải là một lời hứa suông đâu. Không phải là một cái kiểu nói khách sáo hay là cho nó có tế gì đâu. Nhưng đây là một cái xác tín rất là mạnh mẽ của những người từ công tác viên của Chúa. Điều này chúng ta phải xác định là việc truyền giáo việc của Chúa, không phải việc của chúng ta. Luca chương 10 câu 2: lúa chín đầy đồng mà thật là lại ít, vậy em hãy xin chủ mùa gặt. Mình đâu có thể chủ đâu, mình là thật là đi gặt thì trả được trả lương thôi. Nên chúng ta không phải là chủ của mùa gặt, không phải chủ của công việc truyền giáo, nhưng chúng ta là thật gặt được Chúa sai đến. Hãy xin chủ thật gặt. Và vậy Chúa mà không đồng hành, chúng ta đâu làm gì. Chuyện đó của ông chủ không muốn làm mình làm chi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm, và Ngài đồng hành với chúng ta. Và cái lời hứa này rất là quan trọng. Nó quan trọng. Bởi vậy khi chúng ta gặp một cái đối tượng nào đó dù cái chữ là khó nuốt, khó sơi, thì chúng ta hãy tin tưởng rằng có một đấng ngay sau lưng của chúng ta, Ngài sẽ giúp cho chúng ta. Và đấng đó chắc chắn sẽ biết chúng ta nên làm gì. Và để xác định được cái sự quan trọng của việc Chúa ở bên cạnh, xin gửi lên một số ví dụ ha. Xem mình đổi hình bắt chữ ha. Trong Thánh Kinh thì cái đây là câu chuyện gì? Thang của Gia Cóp. Lúc đó Gia Cóp sao? Lúc đó ông nằm lúc đó Gia Cóp, ông thấy ông nằm trên một tảng đá phủ, thấy một thầy kia một chiếc tay mét từ thần lên xuống. Có lời Chúa nói gì đâu? Không. Nhớ như vậy là được 70% rồi đó ha. Cho chàng có tay. Ai biết là ông đang làm gì mà ông ngủ đây? Ông chàng cừu ngủ đây hay sao? Ông này lúc này phải tội nặng lắm. Ông cứ cái lời chúc phúc của người anh, chúng đi cái lời chúc phúc đó là của Isaiah không dạy cho ngay sau, mà ông này cũng lại cướp cái lời chúc phúc. Nên là anh sao có mày cái thằng người chết với tao. Dạ không, sợ quá bỏ chạy. Và trên đường chạy như vậy thì mệt quá, vẫn đang ngủ. Vẫn đang ngủ và có một lần Chúa phán: này ta ở với ngươi, ngươi đi đâu ta đi theo đó, ngươi làm gì ta sẽ chúc phúc cho ngươi, ngươi ở bất cứ nơi nào ta sẽ gìn giữ ngươi. Và cái lời này đã khích lệ ông can đảm. Và sau đó ông đã trở thành một dân tộc rất là lớn lao cũng nhờ cái lời này. Nhiều lần ông trở về chỗ này để ông xin Chúa soi sáng cho ông, để ông tiếp tục cái cuộc hành trình, tiếp tục có những cái hoạch định. Ông này thì nhìn cái hình này chắc biết chứ hả? À, không nói về cái hiểu biết của mình về cái hình này đâu. Thưa cha, lúc này ông người về đang, con nhớ không lầm này đang chiên, bỗng có một bụi gai bốc cháy. Và ta ông ta liền tò mò đến bụi gai đó xem. Khi mà gần đến bụi gai thì ông mắt ông ta được chưa á. Bỗng có nghe một tiếng Chúa nói: này mua xe, hãy cởi dép ra vì ngươi nơi đây đứng đến thần. Có liên quan gì đến là Chúa ở đồng hành? Dạ, đã có. Thì nghe từ đó thì xin Chúa sai mua xe là ngươi có thể sang Ai Cập mà đưa dân của ta trở về đất nước. Rồi gì nữa? Đâu có thấy Chúa đồng hành không? Dạ. Nên hứa ta sẽ đi, người ta không muốn bắt ông ta đấy. Dạ thưa Chúa, con là người yếu đuối và bất toàn, con không đủ khả năng. Nếu thì nhớ lại nó thì tới nhà dọn dẹp này không? Dạ thì chúng nói nè, ta sẽ ở với người và đồng hành cùng người. Rồi 90% rồi, cho nhà có tay hai chính xác. Ông này giống như Gia Cóp cũng đang chạy trốn, mà chạy trốn 40 năm. Gần 40 năm rồi Chúa mới nhìn ra với ông. Lúc đó đã có vợ có con hết rồi, đang đến định cư luôn ở cái đất Moab rồi, đâu có cần làm gì nữa. Nhưng mà Chúa lại gọi ông. Và ông nói là trời ơi, con đang chạy, con đi Pharaoh cũng chết, tự nhiên là kêu về tưởng là định sống ở cái góc nào, bây giờ lại đối diện với ông vua này mà nói thả dân, thì con làm không được.
đang tự đang một người bị truy đuổi và làm sao mà làm vậy được. Nên là Chúa hứa với ông là ta ở với ngươi. Câu này quan trọng và đã chứng lại ông. Tuy nhiên ông không có tin liền đâu. Ông thử Chúa nhiều phép lạ khác. Nhưng mà cái câu ta ở với ngươi làm cho ông ngưỡng tin. Chúng ta có cảm nhận là Chúa ở với mình hay không? Hay là mình cái việc đó mình tự đi làm? Nếu mình tự đi làm thì dễ mau nản không? Rồi một môn sư khác, ông này cũng là được Chúa nói ta ở với ngươi. Ông này hơi lạ đó. Rồi ta đặt lời của ta vào miệng ngươi. Ông này là Jeremiah. Ông còn trẻ lắm. Ông nói là Chúa ơi, con còn bé xíu à, con còn non lắm. Non và xanh. Như bây giờ mình nói mày còn xanh và non lắm, nên không làm gì được đâu. Ông Jeremiah cũng nói cái câu đấy. Chúa nói là không, ta sang ngươi đi, ngươi cứ đi. Chúa nói nên là con đâu biết nói gì. Ta đặt lời ngươi vào miệng, lời ta vào miệng ngươi. Chúa lấy ngón tay chỉ vào miệng không? Một lời hứa và một cái món quà dành cho Jeremiah. Và Jeremiah sau điều đó đã thực hiện lời Chúa. Có Chúa ở cùng, cái người ngôn sứ sẽ đi được, sẽ làm được. Điều quan trọng là mình là cái người ngôn sứ nó có nhận Chúa, có nhận ra Chúa đang ở bên cạnh mình không? Hay là chỉ một mình tự làm? Mình tự làm là dễ chết lắm. Rồi, người ngôn sứ thu đọc. Cái người bây giờ thì có dạy mà ra mua cái chai thuốc uống thử. Chúa không có làm phép lạ theo kiểu đấy. Ngài sẽ làm phép lạ theo cái cách của Ngài. Nhưng mà theo một cái nghĩa mà chúng ta đã thảo luận là nghĩa bóng đó. Và thuốc độc gợi cho ta như ngày của sự trân trọng, của sự xấu xa. Nên như thế là tin mừng vào trong tâm hồn của những người đã chết, bị ma quỷ cám dỗ tội lỗi đó. Chẳng hạn như ai muốn quyết định tự tử thì tâm hồn họ đã chết rồi. Nếu chúng ta đem lời Chúa gợi lên cho họ cái niềm khát khao sự sống thì chúng ta đã cứu sống họ. Nhưng mà theo cái đó là theo nghĩa bóng, nhưng mà theo nghĩa đen thì chúng ta vẫn có thể giải thuốc, có thuốc giải độc cho những cái điều này. Điều này Chúa đã ban cho những nhà khoa học có sự khôn ngoan sáng suốt để bào chế ra những cái thuốc, những phương dược để giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái điều này. Đó cũng những họ theo nguyên tắc là theo một cái gì đó thì họ cũng là người được Chúa soi sáng, thì chẳng phải đó là Chúa ban quyền cho con người sao? Có thể không ban trực tiếp cho mình, nhưng mà ban trực tiếp cho những cái đầu óc vĩ đại, những cái nhà bác học chẳng hạn, để giúp cho họ. Bởi vậy chúng ta, việc của chúng ta hãy kết nối chặt với Chúa để chúng ta bằng cầu nguyện và bằng những việc thắng mình và có quyền để có thể chữa lành những đau thương, những thất vọng. Thực sự là người ta không có Chúa đó, người ta quan sát như vậy. Bây giờ nước nào chết nhiều nhất trên thế giới thì Covid này. Hiện nay mới như này. Nhưng mà cái nước nhiều người ta vẫn cáo buộc là cái số lượng người chết mà nhiều hơn có thể là ở Trung Quốc. Nhưng mà người ta quan sát cái cách mà người dân mà ứng phó với cái đại dịch đó. Cái cách mà người Mỹ người ta chết, nhiều người ta nói bên này nó rất là thanh thản, nó không có hoảng loạn, nó rất là bình thường. Đôi khi sống chết nó xem không có quá ghê gớm. Còn anh Trung Quốc những ngày đầu tiên chúng ta thấy chúng ta nghe thấy đâu là chúng ta sốt ruột thấy đâu, tại vì cái việc người ta phản ứng với cái chết ấy, rất là kinh hoàng. Việt Nam mình thì chưa có lần một hoàn cảnh đó, nhưng mà xem TV chúng ta sẽ thấy người dân phản ứng trước cái chết của hai cái nước đó gần như là khác nhau xa lắm. Nếu người ta nhìn kỹ là cái anh Mỹ nó dầu gì anh thân cũng được đón nhận lời Chúa, có thể là do tin lành, có thể là do người công giáo, cũng có thể là do những cái tôn giáo bạn. Nhưng mà người ta có niềm tin, người ta không có ngăn cản những người khác cầu nguyện, người ta không ngăn cản bất kỳ ai chạy đến đường đấy. Còn anh Trung Quốc thì không phải vậy. Chứ vậy để gặp cái chết là người ta bế tắc, là người ta phản ứng một cách tiêu cực, làm sao để mình có mạng mà không biết kia chết đến sau. Nên là ngay cả cái việc mà phản ứng với cái chết, cái ở trước này nó nằm ở chỗ đấy, có nghĩa là trước cái sự mà cùng một cái sự việc là cái chết đó thì anh phản ứng như thế nào. Nếu như anh phản ứng tiêu cực hay anh phản ứng nó theo cái tính cách là
hoảng loạn thì rõ ràng anh đã đang bệnh trong tâm hồn, anh đã tiêu hóa trong tâm hồn một cái điều gì đó. Rồi người truyền giáo là người có Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đây là điều chắc là sắp tới, những bài tin mừng sắp tới trong 2-3 tuần tới chúng sẽ nghe lại cái vấn đề này rất nhiều. Thầy sẽ gửi cho anh em điều tra thầy đã hứa. Còn anh em hãy bảo rằng trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống, đó là Thánh Thần. Trước khi nhận Thánh Thần thì chúng ta thấy các tông đồ như thế nào, tâm người như vậy. Và ngay trong cái lúc Chúa tử nạn thì chúng ta cũng chưa được ban Thánh Thần theo cái đặc biệt, thì Phêrô trước một tớ gái đã phải trốn chui trốn củi và đóng cửa vì sợ người Do Thái. Nhưng mà sau khi Thánh Thần được ban xuống thì các ông can đảm mạnh mẽ và thông minh lạ lùng. Chúng ta biết là các ông là người thất học, và các thượng cộng đồng cũng ngạc nhiên với cái thằng này nó tới cá không, đâu có học hành gì đâu mà tại sao lại thông minh như vậy. Đó là do ơn Thánh Thần. Và Stefano đứng trước một thượng cộng đồng còn đông đảo hơn là thượng cộng đồng cái đám Chúa Giêsu, không ai địch lại cái sự khôn ngoan của ông bởi vì Thánh Thần ban cho ông. Nên là người ta chỉ có dùng đá để biện định Paulo Stefano thôi, chứ nếu như mà để tranh luận nữa chắc chắn sẽ thất bại. Nên là người nhà truyền giáo được Chúa Thánh Thần hướng dẫn sẽ can đảm lạ thường và thông minh một cách đặc biệt. Nên là có ai có kinh nghiệm cái điều đó là nhà mình mà nếu như đối diện với câu hỏi đó mình trả lời không được, nhưng mà đi công tác mà người ta hỏi câu đó tự nhiên trả lời nó lại lưu lắm, mà xác tín thì cái học xác tín, nhưng mà về nhà cái hồ sơ mình trả lời được bận tay. Cha thì có một cái kinh nghiệm như vậy. Trước khi cha giảng lễ và cha không cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa mà xin ơn Chúa Thánh Thần là bài giảng đó không có lửa. Hoặc là mình càng tâm đắc thì mình càng dễ chết. Nhưng mà cái bài nào mà mình chặt kỹ, mà mình cầu nguyện kỹ, cho dù có lẽ ngày thường đi chăng nữa, thì cái người nghe người ta sẽ cảm nhận một cái sự lạ lạ ở trong này, một cái sự lạ thường như này. Nên là mỗi người chúng ta trước khi đi truyền giáo, một cái thói quen, cái tập cho mình thói quen đấy như chưa có, xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Đây là điều mà chúng ta vẫn làm trước một buổi họp, một buổi họp. Ngày xưa trong các lớp học văn hóa mà thời trước vẫn có đọc kinh cầu nguyện, xin ơn Thánh Thần để giúp cho chúng ta soi sáng cho chúng ta. Rồi, nhà truyền giáo phải là người thông thạo Thánh Kinh. Thầy Phêrô trong bài đọc 2 ngày hôm nay nói là anh em phải có khả năng sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Tại sao cái tuổi của các bạn bây giờ người ta đang ngồi ở quán, người ta đang uống, hay là người ta đi với bạn, người ta cặp kè để người ta tìm cái niềm vui, hay thậm chí là tìm lạc thú, mà chúng ta phải đến đây ngồi nóng, đôi khi phải ngồi ngáp ngủ, ngáp lên ngáp xuống và không dám ngủ sợ bị bắt kia. Tại sao vậy? Chúng ta phải trả lời cho người ta biết được. Rồi chúng ta đến mình nói về Chúa vậy thôi, bỏ thuốc rảnh hơi vậy, đi lo đi làm công việc làm, đi nghèo sát sơ rồi về đặt đi giới thiệu Chúa, người ta nói những lời đó, bây giờ sao mình trả lời cho họ được? Chỉ có đào sâu Thánh Kinh chúng ta mới có thể trả lời được. Và Hieronymo là một tác giả rất là lỗi lạc, dịch nguyên cái bản Thánh Kinh sang tiếng Latin. Và đó Thánh Kinh viết bởi nhiều ngôn ngữ và nó có nhiều cái thảo bản khác nhau. Thì vị thánh này gần như là ân nhân của giáo hội và Thánh Kinh, ngài dịch hết mà ở trong cái hang đá nhân đồ có 30 năm để chỉ dịch Thánh Kinh thôi đấy. Kể chuyện về ông này thì cũng hay lắm. Thì ông ta nói một cái câu là không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô. Thì cái câu này là đáng giá này. Nên là không biết là các anh chị có thể làm được hay không, nhưng mà vẫn mời gọi các anh chị giới thiệu sách nè. Sách này có gì lạ hết, nó chỉ có nặng thôi chứ nó có gì lạ hết. Cuốn sách này là cuốn sách Thánh Kinh trọn bộ của nhóm các vị kinh phục vụ gì. Nó về khoảng 3,000 trang. Một ngày sẽ đọc gọi là Thánh Kinh nền đó. Có nghĩa là việc phải thông thạo Thánh Kinh thì chúng ta phải lót đường bằng cái Thánh Kinh nền. Có nghĩa là ngày nào chúng ta phải đọc thì gọi là Thánh Kinh nền. Còn những cái khác thì không có kể.
một ngày sẽ đọc hai trang, trang một trang hai như vậy, hết khoảng 15 phút. Mà cứ đều đặn như vậy, đố các bạn biết mấy năm? Đọc qua một lần, xin như vậy 4 năm. Tất nhiên có những ngày chúng ta sự hao, những ngày chúng ta quá mệt, có những ngày không có giờ để đọc. Nếu mà không đọc được hai trang thì đọc hai câu, biết làm sao mà nó có thánh kinh đi trong đầu để gợi cho mình đây là thánh kinh này, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái nền thánh kinh rất là phong phú, rất là dồi dào để có thể giúp cho những người khác, để có thể trả lời cho người ta những chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta, để có thể trả lời tại sao tôi đi truyền giáo cho bạn, tại sao tôi không như các bạn trẻ khác. Nó không đơn giản, cái này là ý chí rất là rất là vì cho nên là một lần các bạn 2006 đọc xong thì một vài năm sau thì bạn khoảng 2011 ra đời, bạn này hiện nay là được đánh giá tốt nhất cho các bạn gì, được tốt nhất cho các bạn gì, tại vì nó có những cái ghi chú ở dưới rất là đầy đủ. Rồi chúng ta đọc và chúng ta được mời gọi hãy hiểu, đọc là phải sau cố gắng kiên trì, tuy nhiên cái việc hiểu nó lại là phải nhờ ơn Chúa soi sáng, bởi vì ma quỷ nó cũng dùng thánh kinh để nó khám nghiệm người ta. Chúng ta thấy trong ba người cám dỗ của Chúa ở Sa Mạc, nó dùng chính thánh kinh để nó cám dỗ Chúa, bởi vì nếu ông là con Thiên Chúa hãy nhảy xuống khỏi đền thờ đi, bởi vì có được chép rằng Thiên Chúa sẽ sai thiên sứ nâng đỡ tay, đỡ tay lên để ông khỏi phải bốc chân vào đá. Nó dùng thánh kinh để nó cám dỗ, chúng ta dùng thánh kinh để rao giảng lời Chúa, nhưng mà nó dùng chính thánh kinh. Chẳng hạn như là có một câu của người ta hay nói rồi, sao mày lăng nhăng vậy? Cái từ lăng nhăng là có nghĩa là cứ gặp cô nào thương cô đấy á, cái mấy việc đó đấy thì Chúa nói thương hết mọi người mà, cái gặp người này thương, gặp người kia thương, cô nào cũng là Chúa. Chú giải điều đó rất vớ vẩn, Chú không có ý làm vậy. Mặc dù Chú nói là thương mọi người, nhưng mà không phải là cái tình thương lăng nhăng gặp ai cũng có thể kết nghĩa được. Cái điều đó không phải ý của Chúa. Nên đọc là một chuyện và hiểu là một chuyện khác, mà áp dụng lời Chúa vào những hoàn cảnh cụ thể lại là một vấn đề. Nên là chúng ta hãy cẩn thận cái điều đó. Một điểm nữa là người nghe sẽ được truyền giáo. Những ai nghe sứ điệp truyền giáo thì là một hậu ân, được đón nhận sứ điệp của Chúa là một ân huệ, phải xác tín điều đó. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, là hậu ân tin và chịu phép rửa. Kẻ nào làm cho mà chúng ta là người truyền giáo, nếu chúng ta đưa một người trở lại Công giáo hay một người được an an trở lại, chúng ta hãy xem cái câu của Thánh Gia-cô-bê nói với chúng ta như vậy: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về thì cứu được linh hồn người ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình. Chú thường không, chắc chắn chúng ta sống một ngày mà nếu mà để về tội nặng thì có thể ít, nhưng mà tội nhẹ thì muôn vàn. Nên là cố gắng cứu được hai ba người để che bớt số đó lại. Chú thường không bằng cái kiểu đấy. Nên là chúng ta là vui mừng vì một người được nghe lời chúng ta hay là xem cái gương sống của chúng ta mà trở lại với Chúa, thì tội lỗi của chúng ta sẽ được Chúa giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cũng lần đó ai không tin sẽ bị kết án, bởi vì có gì được cho thêm mà không có ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Không bao giờ đòi hỏi một cái em bé mà nó học lớp lá mà nó có thể là nó đọc anh văn châu chảy hay là đọc chữ đọc báo, nhưng mà em hết lớp năm thì em buộc phải đọc đó, nó cho thành thạo, không có bao quát. Và càng lớn lên thì cái yêu cầu nó sẽ càng cao, nếu như chúng ta được đón, tại vì các em nó đón nhận nhiều và nhiều tuổi được học nhiều, chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta được nghe hay là cái người mà được nghe rao giảng đó, họ cũng phải có trách nhiệm như vậy, tại vì hồng ân nó luôn đi kèm với trách nhiệm ở đời luôn là vậy. Và chúng ta cũng xử lý với nhau như thế. Ta nói rồi, mày biết rồi, mày dạ dạ, mà tại sao mày không làm? Chú đây trưởng nhóm có bao giờ có cái suy nghĩ đâu. Nó vừa đã mà nó không thấy nó xuất hiện. Rồi, thứ hai là cái người nghe sứ điệp truyền giáo được mời gọi hãy sám hối để được ơn tha tội. Chúa Giêsu nói, các con hãy đi kêu gọi muôn dân sám hối để được ơn tha tội.
thế là kêu gọi sám hối đó không chỉ Chúa Giêsu mà trước đó là Gioan và sau đó là các tông đồ cũng như tất cả mọi người chúng ta cũng được mời gọi hãy mời gọi người ta ăn năn sám hối. Và cái lời rao giảng của Gioan Đại Giả của Chúa Giêsu như các tông đồ mở miệng ra câu đầu tiên anh em sám hối vì Đức Trời lên trời. Có người chúng ta khi rao giảng người ta mình nói người ta sám hối thì cũng hơi quá và ta có tội gì đâu mà người ta sám hối. Nhưng mà ngầm ý khi chúng ta đem lời Chúa đến cho họ thì người ta sẽ phải chỉnh những cái sai lầm, chẳng hạn như là người ta tin ngày này hay tin ngày khác, hay là người ta nghĩ rằng việc khi mình đi gì đó cái chỗ này chỗ kia, hay là người ta thờ cúng một cách không có cần thiết, đeo cái bộ này hay bộ nọ, thì khi mà tin theo Chúa chắc chắn cái đó người ta phải thay đổi, đó là sám hối. Có thể là chúng ta không có rõ ràng đáp thẳng mặt người ta bằng một cái câu là hãy sám hối đi, hãy hơn cái con kia mày làm ăn như vậy, nói từ đó chắc ăn tay quá chẳng lắm. Mà chúng ta từ từ người ta cân gian cân dối thì từ từ với lời Chúa người ta sẽ thay đổi, nhưng mà buộc phải sám hối. Và cái mục đích của cái mục đích của cái việc rao giảng đó là phép rửa. Hôm bữa nhóm của chị Vân hay gì đó đã thưa chị cái vấn đề này, chúng ta không có nói chuyện chơi, phải làm sao nỗ lực để người ta tin vào Chúa và đón nhận phép rửa. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta, và đó là một cái vòng luân chuyển. Tới đó thì cái người được đón nhận phép rửa họ sẽ bắt đầu chu trình đầu tiên của người Kitô hữu là tiếp tục lên đường để rao giảng cho những người khác, làm cho môn nhân trở thành môn đệ và phép rửa cho họ. Đây là phép rửa nhúng toàn thân, hiện nay một số nước người ta vẫn áp dụng và nghe nói là cái cảm giác rất là thích thú. Chắc bữa nào có ai thì chúng ta làm thử chơi một cái rồi cái câu này của chúng tôi nói là tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấy mà họ không tin, tin làm sao đấy họ không được nghe, nghe làm sao nếu không có ai rao giảng, mà làm sao rao giảng nếu không được sai đi. Đây là những cái câu nguyện gọi nó móc nối với nhau của Phaolô trong thư Roma. Nên là chúng ta là những người được sai đi theo cái nghĩa hơi đặc biệt. Tất cả những người được phép rửa đều là sai đi hết, nhưng nhiều người đi mà cứ đi mà cứ một chỗ hoài. Chúng ta là người được sai đi theo cái nghĩa đặc biệt hơn, sai đi và bước đến. Tuy nhiên có một cái điều này, chúng ta có cái nghiệm đó không, chúng ta sốt ruột. Sao mà thăm viên hoài, sao mà gieo hoài mà không thấy cây lớn. Cứ bữa nay thấy sốt sắc chút, cái bữa mai thấy nó xìu bên này. Dễ sốt ruột lắm. Bởi vì sao? Chúng ta nghĩ là cái quài đó thì chắc ăn, nhưng mà đôi khi ăn không được. Nên là chúng ta sốt ruột. Và chúng ta quên rằng tôi trồng Apollo tưới, nhưng mà Chúa mới làm cho lớn lên. Nếu như chúng ta cứ sốt ruột là dạy Chúa vào sau con tưới mãi, sau con trồng mãi chẳng thấy cây nó lớn, Chúa chưa muốn nó lớn, hay là cơ duyên nó chưa lên. Có khi một người trở lại đạo kéo theo cả nhà thì Chúa sẽ gom một mớ luôn, hoặc là không phải là chúng ta là người đưa họ trở lại. Rất nhiều người trước khi làm lễ phân phối sẽ có thói quen là gọi các đôi phân phối vô để trao đổi, để biết cái đôi này nó là có đặc điểm gì để giảng lễ cho nó phù hợp. Thì một trong những câu hỏi đối với cô dâu hoặc là chú rể tân tổng thì hỏi tại sao anh theo đạo, tại sao chị theo đạo. Nó ngày trước con chơi với một nhỏ bạn nó có đạo, thế đi lễ thế hay có đi lễ nó mấy lần mà không có theo đạo. Bây giờ khi mà lập gia đình với người công giáo thì con thấy nó không có gì, nó có những gì mới quá đối với con. Bảo sao hồi đó không theo, nó là chưa có tiện, bây giờ thì tiện lập gia đình thì theo luôn. Và vậy thì khi mà đề cập đến việc theo đạo lần đầu tiên mà ba mẹ hay là anh hay là bên kia mà người ta đề cập thì có phản đối gì cũng không, con thích cái gì cái cây nó lớn lúc nào không biết. Cái thích đó thì là đã là một người bạn nào đó gieo cả mười mấy hai chục năm trước rồi, và chúng ta tin là những cái thứ gieo cái cây đó đã lớn thành cái cây ở trong người người ta rồi, cây tin mừng nào
chỉ còn đợi một cái nhích nhẹ thôi, một cái giọt nước cuối cùng thôi. Có khi chúng ta không nhìn thấy là cái giọt nước nó rớt xuống, nhưng mà chúng ta tin rằng giọt nước đó sẽ có ngày nó rớt xuống. Có khi trước khi nhắm mắt, người đó lại xin trở lại đạo, thì như vậy chúng ta đã che được muôn vàn tội lỗi rồi, còn đòi gì nữa ha. Nhưng mà cái điều quan trọng là thực sự chúng ta muốn cái gì nó thực tế, nó dễ gì, nó không thì cái đó là tính người, tính người. Chúng ta hãy hy sinh cái điều đó. Cũng có khi Chúa muốn vậy để chúng ta không có thương cân thì sao? Ông sợ tôi giao ra, tôi chuyển đạo ra hay lý cái đó, chỉ là lý gì đâu. Có những người có rất có duyên chuyển đạo mà. Chàng Kiều Ngô Phúc Hậu dưới Cà Mau, Ngài đi tìm cái nơi, Ngài được sai đến một cái làng đó, mà Ngài trên đường Ngài đi, Ngài ghé vào Ngài uống nước ở cái nhà bà Ba, bà Tư gì đó, mà bà Ngài truyền đạo cho bà đó được, Ngài rửa tội cho bà đó tại chỗ cũng được. Nên là có những người rất là duyên và cái đó những tay gặt ngợt chiến đấy, nhưng mà Chúa ban đặc biệt cho một vài người thôi, chúng ta thường thường là sốt còn lại nên là không sốt được. Và cái điểm tóm tắt là tất cả những gì mà đã trình bày cho tất cả chúng ta nghe, chuyển giáo một sứ mạng cao cả, vì đó là di nguyện hay là di chức cuối cùng Chúa Giêsu trước Ngài về trời. Và chính Ngài sai các con đệ đi loan báo tin mừng cho mọi người mọi thời. Các con đệ ấy ban đầu là nhóm 12, mà cụ thể hơn là nhóm 11 đấy. Sau đó là nhóm các môn đệ và các viên đô hữu của chúng ta. Để truyền giáo vậy, chúng ta phải vững tin vào Chúa, phải luôn tin tưởng vào sự đồng hành của Chúa, có Chúa bên cạnh đó. Còn phải dựa vào Chúa, nhà truyền giáo sẽ có quyền hành trên ma quỷ, trên những cái hiểm nguy và có khả năng chữa lành mọi người. Hơn nữa, nhà truyền giáo còn có Chúa Thánh Thần giúp đỡ, nhưng phải nỗ lực để học hỏi Thánh Kinh hơn. Về phần mình, khi được nghe lời loan báo tin mừng, đây là một phòng tân nhưng cũng đầy trách nhiệm. Người được nghe loan báo tin mừng được mời gọi cái sám hối để ơn tha tội và đón nhận phép rửa để gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và sau đó thì người ấy cũng được mời gọi lên đường để giới thiệu cho người khác. Một phòng mới lại được khai sinh và giáo hội quy mô và phát triển. Vậy thì cái đề tài di chúc của Chúa nó xây dựng cho chúng ta một cái đề tài rất là vững chắc về cả ba đối tượng đó. Chúng ta hãy đào sâu, và nếu như chúng ta gặp những khó khăn nào, cái đoạn nào trong cái hành trình đó chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại, hãy xem để chúng ta nên bắt đầu can đảm và kiên trì hơn. Xin cảm ơn mọi người đã nghe. Có người cũng ngủ được cả giấc rồi. Nên bây giờ chúng ta tiếp tục ăn cái lần với những người truyền giáo của chúng ta. Là người ta sẽ quan điểm rằng đạo nào thì cũng tốt, đạo nào cũng dễ nghe ở đây. Việc gì phải theo đạo Công giáo, việc gì phải đi truyền giáo. Vì không theo đạo Công giáo cũng có thể lên thiên đàng. Đây là giáo lý của giáo hội đó nha. Hơn nữa, nhiều gia đình là cực đoan khi ép cái người bạn đời, người con rể hay con dâu tương lai phải theo đạo mới cho cưới. Vậy thì ý kiến của chúng ta như thế nào về cái vấn đề này? Chúng ta đã chia là ba nhóm. Một nhóm là liên quan đến vấn đề tự do, vấn đề liên quan đến lương tâm. Và một nhóm thì liên quan đến các lý do để truyền giáo. Thì các nhóm đã bốc thăm, đã tìm hiểu cũng như đã học hỏi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thuyết trình cái đề tài này ha. Có ai hiểu biết màn hình không? Lên ghi vào máy ha. Chắc cũng chẳng phải được vô chỗ này, vô chỗ để bằng nếu không mà thuyết trình thì nói đi luôn. Không, nếu mà không bằng thì chúng ta ngồi trong cái vị trí này luôn. Biết đâu mà nhà còn nhà có gì không? Nếu mà nhà cứ lên trước thì nhớ không trước nha. Thì có một chút được cái nhóm về tự do đó. Nhóm nào tự do lên lên. Do rồi đến lương tâm rồi.
đọc chuyện này. Đây thì hôm nay cô đại diện cho nhóm 2 sẽ trình bày về đề tài tự do, tuyên ngôn tự do tôn giáo của Vatican II. Thì đầu tiên là trả lời cho câu hỏi là vấn đề về quan niệm đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta nghe ở lành. Thì theo nhóm con đã họp và bàn luận thì đây chỉ là một cái thuyết tương đối, vì nó đúng nhưng chưa đủ. Nếu như chỉ cần ăn ngay ở làm không thôi thì không có cần phải đến hệ thống pháp luật dân sự hoặc là truyền thống gia đình, vì luật pháp bắt buộc từng người đều phải sống lương thiện, tốt lành, cho nên hạn cớ thì phải cần đến tôn giáo. Việc thì phải cần đến tôn giáo, tức là cần theo đạo Công giáo. Thì Thiên Chúa thì luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, từ thiên nhiên, con người cho đến các tôn giáo khác, tất cả đều phải nắm diện mạo của Thiên Chúa thể hiện theo khác vươn lên trong thiện mỹ của con người. Vì con người cần đến tôn giáo là vì tôn giáo mang lại nét văn hóa xã hội đưa con người đến với nhau và khuyến khích con người làm được những điều tốt đẹp. Và một cái giải thích là tại vì sao là con người người ta thường theo tôn giáo, thứ nhất là do áp lực từ gia đình và cộng đồng, đó là truyền thống của gia đình. Và khi mình ở trong một cái cộng đồng mà ai người ta cũng theo cái tôn giáo đó mà mình khác biệt thì mình sẽ cảm thấy rất là áp lực, cho nên đa số con người người ta đều chọn theo là mình sẽ tin tưởng vào một cái tôn giáo nào đó. Cái thứ hai là thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc của con người. Cái thứ ba là tôn giáo sẽ giúp cho con người trả lời được những câu hỏi mà chúng ta không biết về bên hội thánh. Thì tôn giáo hội thánh đóng vai trò làm tiên tri, đặt vấn đề cho các tôn giáo bằng cách làm chứng cho phúc âm, đồng thời sẵn sàng đón nhận mọi thách đố từ phía các tôn giáo khác theo đối thoại và lời báo tin mừng 1991 số 79. Về vấn đề việc gì chúng ta phải truyền giáo, thứ nhất là đây là mệnh lệnh của Chúa, thứ hai là để chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh qua hành động, qua lời nói và qua tình yêu thương, thứ ba là đây là nhiệm vụ của dân Chúa. Dù Chúa Thánh Thần có hoạt động mọi nơi, mọi nền văn hóa và mọi tôn giáo thì tác động tiềm tàng ấy cũng không thay thế được cho Đức Kitô. Hơn nữa, bất cứ những gì thần khí thực hiện trong lịch sử qua các dân tộc, các tôn giáo là đều để dọc đường cho phúc âm và không thể quy chiếu về Đức Kitô. Ngôi lời nhập thể là do tác động của thần khí, là con người hoàn hảo và cứu rỗi tất cả. Về vấn nạn ép theo đạo trong hôn nhân thì nhóm con bàn luận rằng là đây là việc vi phạm đến tự do tôn giáo, tự do chọn lựa của con người. Thứ hai là thái độ cực đoan này rất là nguy hiểm vì vô tình ép người khác phải chấp nhận hôn nhân một cách đối phó, không thực lòng, khiến cho ý thức không thành sự. Vì khi đến với lúc phát hôn phối, các cha đều có hỏi anh chị có tự do đến tay hay là bị ép buộc. Thì nếu như mà người ta con dâu con rể của mình theo đạo thì đây là cái điều vi phạm luật của hội thánh. Thứ ba là phản chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho hội thánh và nhân loại. Thứ tư là người loan báo tin mừng phải thuyết phục được việc hôn nhân và việc theo đạo là hai việc độc lập khác nhau. Và trả lời cho câu hỏi tự do tôn giáo là gì, thì tự do đó là tình trạng một cá nhân không bị ép buộc, có cơ hội lựa chọn và hành động theo ý chí nguyện vọng của chính mình. Vậy tự do tôn giáo là vì mỗi con người đều có linh hồn, tinh thần và lý trí, ý chí khác nhau nên con người đều có sự tự do. Đó là một dấu chỉ tuyệt hảo của hình ảnh thần linh theo giáo lý Hội Thánh Công giáo số 705. Tự do là giá trị căn bản, được tự do và hành động tự do là quyền cơ bản của con người, và chỉ con người mới được tự do hướng tới Thiên Chúa trong yêu thương và đáp lại lời Ngài theo Lucas số 56. Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và lý trí hành động hay không hành động, có thể làm việc này hay việc khác, như vậy mình làm những hành động có ý thức theo giáo lý Hội Thánh Công giáo 1731.
Thì con người có được tự do tuyệt đối hay không? Thì tự do là một thuộc tính đặc biệt là chỉ có ở con người. Thì con người có ý thức, ngay cả khi luật pháp mất đi thì mỗi người vẫn không có tự do hoàn toàn, vẫn phải từ bỏ những cái ý thức riêng của mình để tuân theo quy tắc của xã hội, của đạo đức. Cho nên con người không có sự tự do tuyệt đối. Sự tự do theo Hội Thánh Công Giáo, sự tự do của con người có giới hạn, có thể lầm lạc. Quả thật con người đã sa ngã, con người đã phạm tội một cách tự do. Sự thực thi tự do không bao hàm quyền được nói mọi sự và làm mọi sự. Tự do là nét đặc trưng của hành vi nhân linh. Vì tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi mình chủ ý làm. Quyền sự tự do là một đòi hỏi không thể tách biệt khỏi phẩm giá của nhân vị, đặc biệt trong tôn giáo và luân lý. Nhưng việc thực thi sự tự do không bao hàm quyền tiên quyết được làm mọi sự hay nói mọi sự, theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1747. Câu hỏi tiếp theo là nguồn gốc của tự do tôn giáo là gì? Thì trong lịch sử, quyền tự do tôn giáo ra đời sớm nhất là do tuyên ngôn nhân quyền của Pháp năm 1789. Đó là mỗi người đều được phát biểu tư tưởng tự do về tôn giáo cũng vậy, miễn là những tư tưởng đó không làm ảnh hưởng đến nền trật tự công cộng được pháp luật ấn định. Về thế giới thì Liên Hợp Quốc thông qua tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948. Do đó tự do tôn giáo mang tính quốc tế. Về trong Hội Thánh Công Giáo thì nguồn gốc của tự do tôn giáo là từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã chỉ cho nhân loại biết con người nhờ đó trong khi thờ phụng Ngài, con người có thể được cứu rỗi và hạnh phúc trong Chúa Kitô qua các mẫu thức trong Mặc Khải. Về Hội Thánh là do Công Tòa Vatican II, những bổn phận này liên quan đến lương tâm con người cũng như ràng buộc của lương tâm con người, và chân lý tự nó có sức mạnh ép buộc chứ không dựa một trên uy quyền nào khác, theo tuyên ngôn tự do tôn giáo. Từ lương tâm là trong lĩnh vực tôn giáo không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm, cũng không ai bị ngăn cấm hành động theo lương tâm. Tự do tôn giáo thực sự xây dựng trên phẩm giá con người. Về từ nhân vị là xét theo phẩm giá, mọi người vì những nhân vị, nghĩa là có trí khôn và ý chí tự do, nên phải chịu trách nhiệm về cá nhân của mình. Câu hỏi tiếp theo là con người phải làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tôn giáo? Thì thứ nhất là không được phân biệt đối xử, kỳ thị các tín ngưỡng và tôn giáo khác. Thứ hai là tất cả mọi người đều có quyền theo hay không theo tôn giáo. Thứ ba là không lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình để xâm phạm đến lợi ích của tổ chức cá nhân hoặc là người khác. Theo tuyên ngôn tự do công giáo là chấp nhận khuôn mẫu tối thượng của đời sống Thiên Chúa, là chính luật vĩnh cửu, khách quan và phổ cập của Thiên Chúa. Đối với công đoàn tôn giáo phải có được quyền đặc biệt khỏi mọi cưỡng bức trong các lĩnh vực tôn giáo, giúp đỡ và nuôi dưỡng bằng giáo lý, phát triển các tôn hội, có quyền công khai giảng dạy và minh chứng đức tin của mình bằng lời nói và bằng chữ viết, đào tạo nên những con người biết vâng phục quyền bính hợp pháp, yêu chuộng tự do đích thực, trong khi vẫn phải tuân giữ trật tự luân lý, phán đoán các sự việc dưới ánh sáng chân lý. Và ngoài ra là phải hướng dẫn thực hành tự do tôn giáo nơi gia đình xã hội. Và câu hỏi Chúa Giêsu có thái độ nào trước quyền tự do tôn giáo? Thì thứ nhất là Chúa kiên nhẫn lôi kéo và mời gọi con người. Thứ hai, khơi gọi và củng cố lòng tin của thính giả bằng trợ giúp và lời giảng dạy. Thứ ba là quở trách những người cứng tin nhưng vẫn dành quyền luận phạt cho Thiên Chúa. Thứ tư là sai các môn đệ đi khắp thế gian. Thứ năm là dạy các môn đệ kiên nhẫn trong tôn trọng sự khác biệt, đợi đến lúc thời đúng buổi, như dụ ngôn cỡ lùn trong ruộng lúa. Thứ năm là không muốn đứng thiên sai làm chính trị. Thứ sáu là phục vụ và hiến mạng sống mình. Thứ bảy là chấp nhận tôi tớ hoàn hảo của Thiên Chúa. Thứ tám, thừa nhận quyền đứng dân sự và những quyền lợi liên hệ, đồng thời phải tuân giữ luật của Thiên Chúa. Thứ chín là chết trên thập giá để đem ơn cứu rỗi và sự tự do đích thực cho muôn loài. Về câu hỏi Hội Thánh nói gì khi con cái mình kết hôn với người tôn giáo bạn hay không tôn giáo? Thì
Theo giáo hội thì có hai loại, đó là hôn nhân hỗn hợp. Hôn nhân hỗn hợp là hôn nhân dành cho những người theo đạo, theo Kitô, ví dụ như đạo Công giáo và đạo Tin lành, đạo Công giáo và đạo Chính thống giáo, thì những người này phải có phép đương nhiên của giáo quyền. Còn trường hợp hôn nhân khác đạo là hôn nhân Công giáo và hôn nhân của một người đạo khác thì phải có phép chuẩn đương nhiên để miễn chuẩn khỏi mọi ngăn trở thì hôn nhân khác đạo mới thành. Về hôn nhân khác đạo thì người phối mẫu Công giáo có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là chồng người ngoại đạo phải được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại đạo phải được thánh hóa nhờ chồng có đạo. Số 1 Corinto chương 7 câu 14. Tình yêu phong phú chân thành thì thực hiện khiêm tốn và nhẫn nại của những đức tính gia đình, kiên trì cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người phối mẫu không có đức tin đón nhận được ơn hối cải. Dạ, phần trình bày của nhóm các con đến đây là hết. Cảm ơn em. Cái gì mà cái thứ nhất đó là trong cái bài cái nói của Linh đó là nói với lại cái ác nhân cái người hôn nhân khác đạo đó thì là có chích trong sách giáo lý của Thánh Công giáo nói về cái hôn nhân mà thấy Linh đã không có nêu ra cái ở lý số nào thì mình sẽ đọc kỹ. Mình sẽ đọc kỹ thêm ở trong cái giới hôn nhân từ ở cái số về hôn nhân gia đình á. Do mình tìm hôn nhân giáo hội đối với người hôn nhân khác đạo đó là mình sẽ gặp trong cái cuốn sách đó. Cái thứ hai nữa là lúc đầu Linh cứ nói là mình tại sao đạo nào cũng tốt mà mình cần gì phải đâu cần gì phải theo đạo đó. Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành à. Thì nếu như mà mình chỉ cần ăn ngay ở lành không thôi đó, thì không cần gì đạo đó. Chú Trình nói rõ ràng là không chỉ cần gì đạo, là tại vì luật pháp của xã hội này nó cũng bắt buộc con người là sống lương thiện rồi đó. Chứ không cần gì phải đạo. Sở dĩ có cái đạo là nó cần phải có cái khác nó mới đủ, chứ còn cái này nó chưa đủ. Cái thứ hai là tất cả mọi đường lối, cả mọi đường hướng á, nãy tôi nói là thiếu một chút đó là mình mọi sự đều phải quy về Chúa Giêsu. Nguyên văn đó là gì nè, trích ở trong cái đối thoại và tin mừng của hình như đây cái đối thoại và tin mừng này là do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ra năm 1994. Tôi xin đọc lại: dù Chúa Thánh Thần có hoạt động mọi nền văn hóa và mọi tôn giáo, thì tác động tiềm tàng ấy cũng không thay thế cho Đức Kitô được. Hơn nữa, bất cứ những gì thần khí thực hiện trong lịch sử các dân tộc và các tôn giáo đều là để dọn đường cho Phúc Âm và không thể không quy chiếu về Đức Kitô. Thì hãy Linh quên cái đọc cái câu này nó làm sai hết toàn bộ, có nghĩa là không thể quy chiếu về Đức Kitô. Tất cả mọi hoạt động là không, tất cả mọi hoạt động và những cái thực thể ở trần gian này mà hoạt động về tôn giáo đó thì là không thể không quy về Đức Kitô, có nghĩa là làm gì làm, các bạn nói gì nói. Còn lại nãy đây cũng có nói đó, không biết Chúa Kitô là không biết tin mừng, không biết Chúa Kitô thì mình sợ mình sai, mình sợ mình sẽ giải thích không đúng hay là gì đó, thì có một cái là giúp cho mình được dễ nhớ. Các bạn nói gì, các bạn làm gì thì đều quy về Chúa Kitô là chắc ăn à, thì mình cũng vậy, mình chỉ ra những cái gì ở hoạt động ở trong hội thánh đó, là trong ở ngoài hội thánh mà có Chúa Thánh Thần hoạt động trong đó thì những cái hoạt động của Chúa Thánh Thần đều quy về Chúa Giêsu. Cũng như ví dụ ông Phật ở thế kỷ thứ năm trước công nguyên chẳng hạn, ngài nói ra những cái gì đó là làm cái gì đó thì đã là cái cách là dọn đường cho Chúa Giêsu rồi. Có những cái tương đồng và thì đó là một cái đề tài lớn lắm. Tính sao các bạn khác nói giống vậy. Và cái phần mà tự do tôn giáo nó còn xin thêm ở trang là trong sách
tuyên ngôn tự do tôn giáo của thánh cộng đồng Vatican nói đề nghị nói rất rõ là quyền tự do tôn giáo nó là một cái luật vĩnh cửu khách quan, thành thử ra cái chuyện mình không có sinh đây là cái quyền của nhân loại và của con người, mà nó quan mình không phải đây là một chuyện sinh hoặc là con ông chị xin phép. Ngày nãy đầu lúc đầu bài cha có giải thích, cha có nói một chút là mình gặp mà đến đất địa phương nào đó người ta nói là ta không có nhu cầu tôn giáo, thì cái này á theo như ý kiến mà chủ quan của con đó là đó là lỗi của mình không cần phải xin ai. Nếu mà mình không cần xin thì mình sẽ không có nhận được sự tin cậy. Tôi có quyền cái chuyện đó, là đây là cái luật của tự nhiên, anh phải chấp nhận thôi. Và tuyên ngôn tự do tôn giáo của thánh cộng đồng Vatican đề nghị yêu cầu là luật pháp phải hỗ trợ cho dân cái quyền này đó, nó mạnh vậy đó, chứ không phải là xin đó, nó là nhiên và tôi phải làm được rồi, và tôi buộc luật pháp phải hỗ trợ cho cái quyền này để chúng tôi hoạt động. Cha nó chút cái bổ sung. Xin mời các bạn có ai hỏi thêm. Con xin dạ, hồi nãy thì Lân có lên cái chuyện đó, nói cái lý do tại sao mà những nếu mà mình không theo đạo Công giáo thì những cái luật khác đều khuyên mình là phải ăn ngay ở lành đó, thì hồi nãy chị Lân lên thuyết trình cũng không có nói rõ là vậy thì lý do tại sao mình phải theo đạo Công giáo. Xong hồi nãy chú Thiện nói là về những cái khác không, mà những cái khác đó là cái gì con cũng biết luôn. Thì chú Thiện với là nhớ giải thích giùm con được, con không hiểu lắm. Ý của bà là cái câu nhớ con, cái câu chính người đàn bà mà Chúa đã ban cho tôi, chính nàng đã cho tôi ăn,
thì Thiên Chúa này nói là tại sao ngươi làm điều đó? Chính con rắn lại bảo cho con ăn. Thì Thiên Chúa ngay lập tức tôn trọng sự tự do của một con người, mà ngài cũng phải yêu thương con người lập tức. Con người nghe được ngay lập tức nha, ngài đã vạch ra một cái chương trình cứu độ mới. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa chồng giỏi ngươi và chồng giỏi người phụ nữ, là ngươi sẽ định đặt cánh mớt trên người ấy và chồng giỏi người ấy đặt vào đầu ngươi. Là cái này Thiên Chúa đã đặt một giao ước mới ngay từ lúc đó luôn. Ngài xin hết. Hỏi ra nhiều lắm. Nên thấy không trả lời. Thôi, giờ nhà bài nhóm tiếp theo đi nha. Nhóm 2 là nhóm nào vậy? Nhóm 3. Nhóm 3. Nhóm 3. Nhóm 3. Người ta đang làm tai nạn cảnh á, người ta cũng sợ hết,
sợ này ở đại nhà cắn thì đừng lại cứu nó nữa, có được cái làm chết mẹ. Vậy mọi người có cứu nó không? Thì đang bắt xe, biết gì anh đi vậy đi. Vậy mọi người có lại cứu nó không? Bỏ kèo bèo bèo hay nhanh quá không? Thì càng cứu rồi. Nhưng mà mọi người có lại cứu nó không? Thì có thì không thì là... Bây giờ ai sẽ cứu người này giơ tay lên nhỉ? Lý thuyết là ừ, nhưng thực tế Việt Nam nếu được vô là mình chết không lắm. Nhưng mà cũng chết khác đi, cũng biết không. Bây giờ muốn là chính điện ai là người cứu kia lên. Co chạm gì vần, co chạm mình có nguyện không? Vậy còn lại là không cứu đâu mọi người. Hãy cân nhắc. Rồi cân nhắc. Rồi cân nhắc không? Cho cân nhắc. Lúc đầu tính không cho vấn đề rồi nhưng mà cả cũng cho đi. Mọi người biết con chó này. Biết không? Biết không? Rồi mình hỏi con này hơi nhạy cảm nha. Ai là chó vậy lên? Nãy giờ nói con nha. Chị chó rồi nha. Mai nhắc đi anh. Rồi giờ ai không ăn thịt chó vậy lên? Ai không ăn thịt chó vậy đây lên? Mọi người. Thì giờ nó lên không ăn thịt chó. Vậy thì cái vấn đề mọi người quyết định cho hai vấn đề mình mới cho, hai ví dụ mình mới cho. Cái quyết định của mọi người dựa trên cái điều gì của mọi người? Cái vấn đề lương tâm của mọi người sẽ quyết định cái lương tâm của họ, lương tâm chính mình sẽ quyết định là cái việc hành động mình sẽ giúp người ta hay không, mình sẽ ăn con chó hay không, mình ăn con chó thì dễ mình ăn không. Đó là cái vấn đề. Vậy thì cái lương tâm nó là một cái điều mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ mới khi chúng ta sinh ra đã tồn tại sẵn trong con người chúng ta rồi. Nhưng mà cái sự đúng sai của lương tâm thì khác. Sự đúng sai của lương tâm là nằm trong cái quá trình chúng ta sống. Khi chúng ta sinh trưởng ra sớm nó là sự đúng sai, nó sẽ lương tâm phải sai, lương tâm đúng, phải rất là lương tâm. Và theo một quyết định nghĩa mà trong cái tài liệu mình đã soạn là nhóm mình đã soạn là lương tâm là nhân bí ẩn nhất và là cung thánh con người, nơi con người một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang vọng trong tâm thánh linh hồn của chúng ta, đó là cái định nghĩa của lương tâm. Và cũng có một đống định nghĩa lương tâm khác nữa, nhưng mà sau đó thì chúng ta biết được lương tâm, nhưng mà sau này khi chúng ta đi truyền đạo, chúng ta nghe cái câu này đạo đại tâm, bây giờ tôi sống theo đúng lương tâm của mình, nghe theo đạo, chúng ta nghe câu đó không? Còn đi truyền đạo còn nghe còn hơi khá bức chế, nhưng mà cũng chạy lại biết trả lời sai rồi, con sẽ trả lời được câu đó. Vậy theo mọi người là lương tâm nó có sai không? Có chứ, lương tâm có sai. Như ngay điều kiện ban đầu là lương tâm là điều mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sâu thẳm trong linh hồn của người, là điều mới sinh ra chúng ta đã có, nhưng mà nó sẽ hình thành sự đúng sai vào khoảng thời gian chúng ta sống. Vậy nên lương tâm có sai. Và theo một cái tài liệu của cha thánh mà chị Vân đã đưa cho em á, thì có rất là nhiều loại lương tâm đâu rồi ta. Đây, lương tâm sai, lương tâm bối rối, lương tâm bất lực, lương tâm phóng túng, lương tâm cay đá, lương tâm giả hình, đúng như vậy tất nhiên sẽ có lương tâm sai. Và tất nhiên lương tâm sai, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta không phải là cái lương tâm đúng, vì mà cái lương tâm đúng đó là cái nội tại của mỗi tôn giáo rồi. Tôn giáo này cũng dạy chúng ta lương tâm đúng á, cho nên là mình đang tôn giáo chúng ta tốt nha, lương tôn giáo cũng dạy mình làm điều tốt hết. Nhưng đạo chúng ta là đặc biệt, điều là đạo nó là đạo yêu thương. Cái lương tâm của đạo chúng ta là chúng ta yêu thương tất cả mọi người, là kẻ thù của chúng ta có đạo này, chúng ta yêu thương kẻ thù tha thứ mà yêu thương thì hiếm nghe thấy à? Tất nhiên mà yêu thương thế nào đấy. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta lại nhìn vô vấn đề là nếu mà lương tâm chúng ta có sai có đúng, vậy khi nào chúng ta biết nó là sai đúng mà chúng ta đã huấn luyện lên nó sai, rồi huấn luyện cho nó đúng, thì có nhiều cách để huấn luyện đúng, đó là cầu nguyện lời Chúa và gương sáng.
cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho Chúa, chúng ta cầu nguyện với ngàn mong ngàn ba cái chúng ta cái tương tâm đúng, người ta lại trong sống cuộc sống này các không có căng nữa. Lời Chúa cũng vậy, lời Chúa ngài dạy chúng ta không cần kiếm đâu xa, vì con hay là con giáo cũng phải được lên thiên đàng. Và xin lời nhóm hoàng nghe con, nhóm con có hỏi cha con này, hỏi cha mình luôn, hỏi cho con này. Có những người theo đạo không theo đạo cũng thể được lên thiên đàng, nhưng con đường của họ là dài hơn, bởi vì sau này chúng ta có Thiên Chúa, Thiên Đối chúng ta, Thiên Chúa trong cuộc sống thì đại học con đường ngắn nhất để đến thành công, và trong cuộc sống linh chúng ta cũng vậy. Thiên Chúa là đại học của chúng ta, ngài là con đường ngắn nhất để chúng ta để đến được thiên đàng. Những người không theo đạo không dám, họ vẫn đã lên thiên đàng, nhưng mà họ sẽ đi con đường dài hơn chúng ta rất nhiều ở cuộc sống sau này. Đó là những điều mà nhóm chúng con đã muốn truyền giải truyền lý cho mọi người này. Chắc như con xin bổ sung một chút xíu, tại vì thứ nhất là thương gia với lại các chú có bảo là như bà pháp đấy không? Thưa cha, thưa chú, là các bạn thì bổ sung ý được pháp một chút. Đó là cái đề bài đó. Tức là mình giải quyết vấn đề dựa trên lương tâm, giải quyết vấn đề đó là đạo nào cũng tốt đó, thể theo thần chi theo đạo Công giáo được cứu độ đó, thì những người mà người ngoại anh nghe ở là theo đúng lương tâm thì vẫn có thể được cứu rỗi. Nhưng thường con người mình đó là hay bị là ba quỷ gạt gẫm, làm sai lầm phán đoán lương tâm. Do đó lời Chúa phải là ánh sáng để mình, là cái chuẩn mực để mình có lương tâm đúng. Vì thế giáo hội tận tâm lo lắng cổ võ trong việc truyền giáo để con người hạnh phúc ở đời này và sẽ được cứu độ về sau. Thì Chúa Giêsu là cánh cửa, các bạn biết là kinh trong Kinh Thánh rất là nhiều, ta là cửa là ràng gì đó, là chi gì đó rất là nhiều, là con đường về thiên đàng ngắn và chính xác nhất. Tuy nhiên Chúa tôn trọng cái tiếng lương tâm và tự do trong chọn lựa của mỗi người trong việc lãnh nhận được cứu độ. Cho nên là tóm gọn lại cái ý của cái đề số 2 là vấn đề lương tâm á. Đi truyền giáo là Chúa Giêsu là bậc thầy, đây các bạn tát đó các bạn. Chúa Giêsu là bậc thầy cho vấn đề lương tâm. Cho nên là mình đi truyền giáo là theo cái tiếng lương tâm mà Chúa đặt để trong mỗi người chúng ta, chứ không đi là vì là yêu thương. Chúa dạy là cốt lõi là kính Chúa yêu người, chứ không phải là đi là để bằng chứng đạo hoặc trong đầu đông dân số gì hết, xuất phát từ cái tình yêu thương dành cho anh chị em mình và dành cho Chúa. Con xin hết. Cho con hỏi chứ, còn về cái vấn đề nhân tâm này, thì bây giờ hỏi năm hai và cũng là về trách nhiệm thử với các bạn thử một câu hỏi. Ví dụ bây giờ các bạn thấy rõ có một kẻ khủng bố, nó khủng bố cái nhà thờ, trong đó có hàng ngàn tên nhiễm, có cha phó đang cảnh vệ. Bây giờ không có cách nào khác để ngăn cản nó, ngoại trừ giết nó thì sẽ thoát. Cái bạn giết hay không giết, mà giết hay không giết thì có là lương tâm đúng đắn hay không? Giết lương tâm đúng đắn hay là không giết lương tâm đúng đắn, chỉ có một cách duy nhất giết cái tên khủng bố này mới cứu được giáo dân và cha phó ở trong trường hợp. Xin hỏi năm hai các bạn. Chú làm khó tụi cháu quá. Bác sĩ lên rồi á. Chỉ có một cách duy nhất là phải giết đúng không ạ? Và không thì tất cả mọi người phải chết đúng không ạ? Thì cháu vẫn nghĩ là giống kiểu như là nếu mà đúng là theo luật mà lương tâm á, là như vậy là không được giết người. Nhưng mà chú thấy là trong hạn như trong quân đội đi, vì bảo vệ sự sống của người khác, người ta đành phải
giống kiểu như là mà ý chú nghĩ chưa đi cháu ạ, cái đó bảo vệ sự sống của người khác thì ta phải bắn để những người khác chết, thì cũng giống như Chúa Giêsu là một người chết và một người được nhờ, cháu nghĩ là vậy, theo cháu là vậy. Nhưng mà lương tâm có đúng đắn hay không? Cái lương tâm đó thì chắc chắn giết người là lương tâm không đúng rồi đó, đối với nó đúng với nó tội, nhưng mà có nghĩa là tội nó tính nhẹ hơn là để chẳng hạn như để cho bao nhiêu người phải chết. Thì con không biết là trả lời, chắc là nhờ cháu không xuống. Kính thưa cha, thưa các anh chị, mình không có quyền chọn lựa giết ai nha, chắc chắn là không có được, cho dù mình biết có là cũng tốt thì mình vẫn người công giáo là không được quyền giết được bất cứ ai. Và cái thứ hai có nghĩa là hành động không thể nào mà biện minh cho phương tiện nó tại sắp nữa là người về vậy tôi phải làm như vậy, biện minh cho hành động tôi thì là giáo hội công giáo, giáo lý công giáo là không chấp nhận cái chuyện là hành động biện minh cho phương tiện hành động cho anh gì đó. Một cách giả dạ. Còn lương tâm lúc bấy giờ mình hành sự đó theo cái lương tâm mình nó vì một người này để tôi cứu người kia này thì tôi làm theo lương tâm tôi, thì cái lương tâm tôi đúng đắn hay không đó là chỉ tôi với thì Chúa biết thôi, tôi không ai được động tới cái cung thánh đó, chỉ người đó sẽ đối diện với thì Chúa diện đối diện nó có lối đó này đấy. Ta thành nghĩa là cái lúc bấy giờ có thể ở một cái trong cái nhìn khách quan hay cái nhìn chủ quan thì người ta cho cái hành vi đó là một cái hành vi đúng lắm hoặc là như sao, chỉ có thể mình giải thích được cái đó. Nhưng mà như bây giờ đề bài bắt lên ra là một không có chọn được khác, ví dụ như là mình có thể giải thích lên đối với cháu là nãy cho đưa cái hình ảnh là người ta đi quân đội đó, ví dụ như phải bảo vệ đất nước của quê hương để cho những người khác được sống, mình buộc phải làm cái đó. Đó là mình làm theo lệnh. Dạ. Còn cái này là lệnh lương tâm. Cái này là lương tâm. Cái này là lương tâm. Thấy rằng thành nữ ra đó là cái lương tâm đó thì. Tức là anh không thể lấy cái ý nghĩa tốt để biện minh cho hành động xấu. Thôi thì giáo sư công nhận cái đó là. Đó là giáo lý, giáo lý chứ không phải, chứ không phải là, chứ không phải là, chứ không phải là mình nói hơi khơi. Giết người mà lúc mình đi lính á, mình giết địch á là mình không có tội. Đúng rồi, cái đó làm được rồi. Vậy là nhưng mà con nghĩ là mình đâu có tội đâu, nhưng mà mình cái này là lương tâm, không ai lo lại cho mình. Nhưng mà do cái đề bài chú ra là buộc phải giết người kia thì cứu hả? Ừ, đúng rồi. Đề bài là không có cách nào khác, không có cách nào khác. Tức là bây giờ mình chỉ có cách nào khác. Cái hành vi giết đó là phải giết, nhưng mà còn cái lương tâm lúc bấy giờ đó mình có đúng hay không thì lúc đó cái người đó phải đúng. Đúng và đúng, cái này là cái là bất có tội, tâm là lầm thì nó làm sai đó, chắc chắn là mình trong trường sai. Cái chuyện sai cái khác. Dạ. Cho nó có hỏi gì không? Đi tiếp, đi tiếp, kể ra, em tiếp. Dạ, nhắm rồi. Thôi, đúng rồi. Dạ, em được. Dạ con thưa các chú với lại cha với lại chị Vân, các anh các chị. Hôm nay con sẽ nói về trước tiên con vô cái bài thuyết trình con thì con muốn hỏi một trong những bạn ra. Dạ em hỏi chị Linh. Cho em hỏi là ngày hôm nay chị đến đây học sinh hoạt như vậy thì chị đã tìm hiểu tất cả những cái đề tài của những nhóm khác chưa? Chị có coi sơ sơ sơ. Dạ. Dạ, em hỏi là nhóm của em tiếp theo sẽ là đề tài gì cho chị? Cho nên chị muốn bạn bè thân hay là
những người mà mình yêu thương, mình yêu mến Chúa, nên cái chị sẽ truyền giá lại được cái truyền giá cho những người mình yêu thương trong cùng. Vậy là những cái người chị không yêu thương chị sẽ không truyền giáo. Thật ra là những người mình không yêu thương thì mình vẫn phải truyền giáo, nhưng mà mình lúc đó mình phải tốn một thời gian là để mình làm quen tìm hiểu người ta, cho nên giữ một cái mức độ mà để truyền giáo thì chị sẽ ưu tiên những người mà bên cạnh mình hiểu biết được người ta, thì mình mới truyền giáo được người ta, thì chị sẽ ưu tiên những người mà mình sẽ biết nhiều nhất. Anh không nhớ chị Linh nói đúng không? Dạ, thưa ta, con muốn xin trả lời ý kiến của Trang là tại sao với truyền giáo. Thứ nhất, đúng, sẽ được bổ sung thêm là truyền giáo là cũng như chúng ta đã học từ tháng trước đến tháng này, là mệnh lệnh của Thiên Chúa đã truyền dạy chúng ta. Chúng ta là người môn đệ của Chúa, chúng ta hay đi chúc của Chúa để lại. Và nếu mà khắc tín và niềm tin của một người Kitô hữu hoặc một người cùng tôn giáo, tôi tin sẽ một đấng cứu độ duy nhất là chính Đức Giêsu Kitô đã đến ngày nói thì ngày đường là sự thật và là sự sống. Ai quên lên quý cha mà không qua thầy, thì tôi tin Đức Kitô sẽ là một đấng bảo trợ và bảo bọc mà một đấng bảo vệ của Thiên Chúa, nên nhân tốt cho anh nhân đẹp Thiên Chúa để thực hiện. Dạ, đầu tiên con xin nói là truyền giáo là gì? Thì theo như những cái hiểu biết của con á, thì truyền giáo là mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với mọi người. Thì mình nói một cách đơn giản hơn, chính là mình giới thiệu Chúa cho mọi người đều biết đến. Thì trong cái câu hỏi của nhóm tụi con là tại sao chúng ta phải đi truyền giáo, thì cái lý do thứ nhất á, chính là ý định của Thiên Chúa mọi người được cứu độ và nhận biết ơn chân lý theo chương 1 Ti-mô-thê chương 2 câu 4. Thì vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa thì đều được cứu thoát. Thế nên làm sao mà kêu cầu nếu họ không tin, làm sao mà tin nếu không được nghe, làm sao mà nghe nếu không được ra giảng, làm sao mà ra giảng nếu không được sai đi. Nhưng có lời chép rằng đẹp thay những bước chân sứ giả lên báo tin mừng, Roma chương 10 câu 13 câu 15. Và cái lý do thứ hai á, thì chính là Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải đi ra giảng. Thì trong Kinh Thánh có chép rằng vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ như gia Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Matthew chương 28 từ câu 19 đến câu 20. Thì cái lệnh truyền này của Chúa là muốn gửi đến tất cả các môn đệ của thầy chứ là chúng ta. Vì vậy là chúng ta cần phải đi truyền giáo. Và cái lý do thứ ba chính là Chúa đã dạy chúng ta cái yêu thương, mà yêu thương chính là mình muốn đem những cái điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người. Thì những cái điều tốt đẹp đó trong cái cuộc sống này thì chính là Thiên Chúa. Vì vậy mình cần phải mang Thiên Chúa đến cho mọi người, cái là tình yêu thương của mình mang đến cho mọi người. Như ngày hôm nay con đi lễ ở đây thì con có nghe cha giảng, cha cũng nói là Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta, nên là đã chịu chết vì chúng ta, vì vậy chúng ta cũng phải mang cái tình yêu thương đến cho mọi người. Thì hôm nay cha cũng dạy con vậy. Và những cái điều đặc sắc và khác biệt của đạo Công giáo chúng ta thì cái điều mà theo con thấy là tốt nhất và nổi bật nhất để chúng ta chính là ơn tha tội và ơn tha thứ. Cái thứ hai đó là Thiên Chúa đã vì con người, vì các môn đệ mà chịu chết, chứ như con thấy những cái đạo kia thì người ta chỉ có dạy mình cái hướng đi thôi, chứ mà nói yêu thương môn đệ của mình để chịu chết thì không có, chỉ có đạo mình có thôi. Cái thứ hai đó chính là mình thờ một mình Thiên Chúa, còn những cái đạo khác như là đạo Phật rồi thì con thấy là thờ Phật này, Phật kia rồi các thờ một cái kiểu, thì đạo mình chỉ có thờ đúng với một Thiên Chúa. Và cái lý do tiếp theo chính là sau khi mà gặp được Chúa thì chúng
ta sẽ được biến đổi thành một con người mới. Vì trong Kinh Thánh có chép là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Thiên Chúa sống trong tôi. Gálát chương 2 câu 26. Và theo như con thấy á, những cái người bạn của con đều nói gì mày sống gì đi rồi biết sao mình sẽ trở thành con này con kia con nọ. Nó không có, nó là một lùn chứ nó không có nói rõ như đạo mình là sau này mình chết đi là mình sẽ trở về với Thiên Chúa. Còn đạo người ta tin người ta trở thành con này con kia, chứ là xuống tốt mình con đẹp đẽ xấu xa chứ. Những cái lý do tại sao với lại những cái mục đích từ nãy giờ con đưa ra thì nào. Còn cái lý do tại sao là con muốn thêm, tức là con nghĩ là con vì bản thân con nên là con sẽ đi truyền giáo. Thì con nghĩ là nếu như mà con làm điện Chúa cái này thì sau này Chúa sẽ trả con nghĩ Chúa sẽ trả con cho con, nên là con nghĩ con vì bản thân con. Những cái mục đích rồi những cái lý do nãy giờ con đưa ra thì đó lý do tại sao con đi truyền giáo. Còn nếu con có thiếu sót gì thì các nhóm hay là các chú, các cha, cha bổ sung cho con. Thì là con có một câu hỏi con dành cho cha là dạ, cho con hỏi là theo cha thì những cái yếu tố nào là quan trọng nhất để lý do tại sao mình phải đi truyền giáo? Yếu tố nào quan trọng nhất? Dạ đúng rồi. Đây nó nằm ở cái lý do hay là sao, cái lý do yếu tố khác nhau? Cha là cái yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì tại sao mình đi truyền giáo, cha là ví dụ mình được con hay là sao đó quan trọng? Cảm nhận của cha thì Chú muốn vậy. Rồi mình làm theo ý Chúa, điều đó là quan trọng nhất. Còn những cái khác nó sẽ bổ sung cho ý Chúa. Nếu mà cha làm theo ý Chúa thì cha sẽ nhận được cái gì hay là cha cảm thấy? Thì khi mình làm theo ý Chúa thì Chúa sẽ thường công cho mình theo cái công việc của mình làm. Thực sự là cái vấn đề thường công đó nó không phải là mình có cái này thì Chúa phải cho cái khác. Nhưng mà khi mình làm theo ý Chúa như vậy là mình đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho mình. Thì cái tình yêu thương thì nó sẽ không có cái giới hạn. Dạ, cho con hỏi là có ai bổ sung cho thêm không? Dạ đó. Thưa cha, thưa chú, dù không các bạn, con bổ sung hai ý thầy Trang là ý thứ nhất đó là ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 2 câu 4 có nói là nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình thì là người đó là kẻ nói dối. Thì con thấy là nếu mà cái lòng yêu mến người khác là một yếu tố để mình kiểm chứng cái lòng yêu mến Chúa thì có thể nói việc truyền giáo đó là một yếu tố, mà là một điều bảo chứng của lòng tín đồ của mình, cũng như là để mình dò xét lại tương quan của mình với Chúa. Có ba lý do để con nói điều đó. Thứ nhất đó là nếu mà mình được thôi thúc để đi nói về Chúa thì khả năng là tình yêu và cứu độ của Chúa đã đụng chạm đến con người của mình, cuộc đời của mình. Ít ra mình đã có một lần có kinh nghiệm với Chúa. Có rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh minh chứng về việc này, nhưng mà con chỉ muốn nói một câu chuyện. Đó là sau khi Chúa đã về trời và các công đồ đã lãnh nhận Thánh Thần thì có một lần Thánh Phêrô và Thánh Gioan đi rao giảng thì bây giờ các nhà lãnh đạo Do Thái bắt đi ra và chấm các ngài không được nói về Đức Giêsu nữa. Thì các học đồ trả lời là phần chúng tôi những gì tai đã nghe mắt đã thấy chúng tôi không thể không nói ra. Công vụ chương 4 câu 20. Lý do thứ hai mà có thể nói là vì truyền giáo là bằng chứng về ở quốc độ của chính người truyền giáo, đó là chúng ta không thể cho người khác một điều mà chúng ta không sở hữu, cũng như chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu nếu mà lời Chúa không ở lại trong chúng ta. Như có câu lời Chúa chép là vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Matthew chương 12 câu 31. Sau cùng chính Chúa Giêsu cũng đã nói về vấn đề này
một lần là sau khi các môn đệ đã đi truyền giáo và kể lại cho Chúa nghe, thì Chúa nói: tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khúc phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Luca chương 10 câu 20. Ở một chỗ khác Chúa nói: ai xấu hổ về tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ về kẻ ấy khi Chúa đến trong Hello. Dạ, một đứa khác Chúa nói là ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Luca 9 câu 26. Con nghĩ là vì tất cả các lý do đó mà thánh Phổ Lô đã nói là khốn cho tôi nếu tôi không rời giảng tin mừng, khốn cho mình nếu mình không rời giảng tin mừng, vì thứ nhất là mình đã không thực hiện lời của Chúa truyền dạy, và thứ hai là mình cũng phải đặt lại câu hỏi về ơn cứu độ và chính bản thân mình và tương quan của mình với Chúa. Dạ, đó là ý thứ nhất, không muốn bổ sung cho Trang. Còn ý thứ hai, thực ra là ý này bên nhóm vừa có nói rồi, cũng xin nói cụ thể hơn một xíu thôi, là hiến chế tính lý về giáo hội Roman Gentium đoạn 16 có ghi: thực thế những kẻ vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Kitô và giáo mọi người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ân thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ vẫn có thể được cứu rỗi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải truyền giáo, vì hai lý do. Thứ nhất là nếu mà những người đã được đề cập ở trên mà được biết Chúa và được đón nhận Chúa, thì họ sẽ được tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Kitô một cách chủ động, tích cực hơn. Họ sẽ được gia nhập vào giáo hội để nhiệm thể của Chúa Kitô, được đặt dưới sự chăm sóc của giáo hội và được hưởng nhờ cái bí tích. Và nhờ đó thì ơn cứu độ của họ có thể sẽ chắc chắn hơn. Lý do thứ hai, Lumen Gentium cũng tiếp tục nói rằng: nhưng thường con người bị ma quỷ gạt cảm làm sai lệch phán đoán của mình, khiến họ đánh đổi chân lý Thiên Chúa lấy sự giả dối, khiến họ phụng sự tạo vật hơn là phụng sự đứng tạo hóa. Hoặc vì họ sống chết như không có Thiên Chúa trên đời này, nên liều mình rơi vào sự thất vọng tột độ, vì hằng quan tâm làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi tất cả những người ấy, và hằng nhớ lời Chúa thực hiện theo diễn khúc ấp cho mọi ở vật Marco 16:15, nên giáo hội tận tâm lo lắng và cố bỏ việc truyền giáo. Dạ, xin hết. Dạ, là cho con xin phép được hỏi nhóm một là hồi nãy Trang có nói con đặt giả thuyết cho con là một người không. Anh em ra đường